Cuốn 29, chương 41, giải thích tùy hỷ hồi hướng. Kinh: muốn do tâm tùy hỷ trong một niệm mà vượt quá hết thảy người bố thí để cầu thanh văn bích chi Phật, cần nên học bát nhã ba la mật. Muốn do tâm tùy hỷ trong một niệm mà vượt quá hết thảy người trì giới để cầu thanh văn bích chi Phật, cần nên học bát nhã ba la mật. Muốn do tâm tùy hỷ trong một niệm mà vượt quá hết thảy người tu tam muội trí tuệ giải thoát tri kiến để cầu thanh văn bích chi Phật, cần nên học bát nhã ba la mật. Luận: tâm tùy hỷ thì như trong phẩm tùy hỷ đã nói rồi. Lại nữa, tùy hỷ là khi thấy có người làm việc công đức sanh tâm hoan hỷ theo mà tán thán rằng: lành thay, ở trong thế giới vô thường bị si ám che lấp mà có thể mở rộng đại tâm kiến lập công đức ấy. Thì như các thứ hương thơm, một người bán, một người mua, người ở hai bên cũng ngửi được mùi thơm mà mùi thơm không tổn, hai người chủ không mất chi. Như vậy có người thí, có người thọ nhận, có người ở bên hoan hỷ theo đều được công đức mà hai người chủ kia không mất chi. Tướng trạng như vậy gọi là tùy hỷ. Do vậy Bồ Tát chỉ đem tâm tùy hỷ mà vượt quá người cầu nhị thừa, huống chi tự mình làm bố thí. Hỏi: tại sao Bồ Tát có thể do tâm tùy hỷ mà vượt trên người cầu thanh văn bích chi Phật đem tài vật bố thí? Đáp: thành văn bích chi Phật làm bố thí, Bồ Tát ở bên trông thấy nhất tâm niệm tùy hỷ khen rằng: lành thay, lấy phước đức tùy hỷ ấy hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì độ hết thảy chúng sanh, vì nhờ đó được vô lượng Phật pháp, do hai công đức này vượt trên người bố thí để cầu thanh văn bích chi Phật. Lại nữa, lấy tâm trí tuệ biết thật tướng các pháp mà tùy hỷ, nên vượt trên người bố thí để cầu thanh văn bích chi Phật. Lại nữa, Bồ Tát đem phước đức quả báo do tâm tùy hỷ sanh mà hồi hướng cúng dường ba đời mười phương Phật, nên vượt trên người bố thí để cầu thanh văn bích chi Phật. Ví như người đem một ít vật dâng lên quốc vương được đáp trả rất nhiều. Lại như thổi kèn sáo dùng hơi ít mà âm thanh rất lớn. Lại nữa, Bồ Tát lấy công đức tùy hỷ hòa hợp với vô lượng các công đức khác cho đến khi pháp diệt cũng không hết. Ví như một ít nước đổ vào trong biển lớn thì khi kết tận nó mới hết. Công đức chỉ giới, thiền định, trí tuệ, giải thoát tri kiến cũng như vậy. Hỏi: giới Phật có Bồ Tát, giới Bồ Tát có thanh văn bích chi Phật. Nên nói Bồ Tát muốn hơn người bố thí để cầu thanh văn bích chi Phật thì có gì lạ? Đáp: không lấy công đức bố thí chỉ giới của thanh văn bích chi Phật so với công đức của Bồ Tát, mà chỉ lấy tâm tùy hỷ đã có thể hơn, huống gì công đức mà Bồ Tát tự làm. Người thanh văn bích chi Phật đem thân siêng làm công đức bị mệt mỏi, Bồ Tát yên lặng tùy hỷ mà phước đức của năng lực trí tuệ quá hơn thanh văn bích chi Phật. Ví như người thợ chỉ dùng trí tuệ bày vẽ rồi bỏ đi, người cầm rìu búa mệt nhọc tối ngày mà tính công lãnh thưởng thì người thợ được gấp ba. Lại như đánh giặc người chiến đấu mạo hiểm chết mà chủ tướng lãnh công. Hỏi: nếu tâm tùy hỷ hơn số bố thí chỉ giới, cớ sao chỉ nói Bồ Tát tùy hỷ là hơn? Đáp: người phàm phu bị phiền não che tâm, chấp ngã chưa dứt, đắm vui thế gian, làm sao hơn được người cầu thanh văn bích chi Phật? Lợi tuy hơn độ nhưng đồng ở địa vị thanh văn nên không nói. Hỏi: công đức của thanh văn bích chi Phật, pháp công đức rất nhiều, cớ sao chỉ nói sáu pháp? Đáp: vì trong sáu pháp này nhiếp hết pháp của thanh văn bích chi Phật. Nếu nói bố thí là đã nói công đức của tín nghe. Vì sao? Vì trước nghe rồi mới tin, tin rồi mới bố thí. Bố thí có hai thứ là: một tài thí, hai pháp thí. Trì giới, nhiếp, ba giới là luật nghi giới, định cộng giới, đạo cộng giới, vô lậu giới, định nhiếp các thiền, định giải thoát tam muội, tuệ nhiếp, văn tuệ, từ tuệ, tù tuệ, giải thoát nhiếp hai giải thoát là hữu vi giải thoát, vô vi giải thoát, giải thoát tri kiến nhiếp tận trí, tự biết lậu hoặc đã hết, giải thoát khỏi ba cõi. Ở trong đó thấy biết rõ ràng, trong đây đã nói trợ đạo pháp và thánh đạo pháp. Lại nữa, nếu công đức không hướng đến niết bàn thì trong đây không nói vượt quá, vì công đức ấy mỏng. Hỏi: hơn là chỉ cho thế được tranh giành nhau, nay Bồ Tát không cạnh tranh với thanh văn bích chi Phật, cớ sao nói hơn? Đáp: hơn là cùng ở trong một việc mà do tâm lực trí tuệ phương tiện cho nên được phước nhiều. Ví như người đối với cái hoa chỉ lấy hương sắc, còn con ong chỉ lấy vị để làm thành mật. Cũng như lấy nước, đồ chứa lớn thời được nhiều, đồ chứa nhỏ thời được ít. Do các ví dụ như vậy, đủ biết đem tâm tùy hỷ thâm sâu mãnh lợi, có trí tuệ tương ưng, nên công đức hơn bố thí để cầu thanh văn bích chi Phật. Sáu pháp này
Đầu hết là bố thí, như ở trong nghĩa đàn ba la mật đã phân biệt nói về pháp của Thanh Văn Bích Chi Phật. Trì giới như ở trong nghĩa thi la ba la mật đã phân biệt nói về pháp của Thanh Văn Bích Chi Phật. Tam muội trí tuệ, giải thoát tri kiến, như ở trong nghĩa niệm Phật đã phân biệt nói. Kinh muốn do tâm tùy hỷ trong một niệm mà vượt quá hết thể người tu các thiền định giải thoát tam muội để cầu Thanh Văn Bích Chi Phật, cần nên học bát nhã ba la mật. Luận thiền định là bốn thiền và chín định thứ đệ, giải thoát tam muội là tám bộ xả, ba giải thoát môn, tuệ giải thoát, cộng giải thoát, thời giải thoát, bất thời giải thoát, hữu vi giải thoát, vô vi giải thoát, tam muội có giác có quán, tam muội không giác có quán, tam không giác không quán, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, các tam muội như vậy. Hỏi: trong sáu pháp trên, tam muội tức là thiền định giải thoát tam muội, sau này còn nói lại. Đáp: có thứ tam muội: một, thuộc phần tuệ giải thoát; hai, thuộc phần cộng giải thoát. Thuộc phần tuệ giải thoát thì không vào thiền định, chỉ nói đó là tam muội trong vị đáo địa. Trong đây nói tam muội thuộc phần cộng giải thoát thì đủ có thiền định giải thoát tam muội. Kia nói lược, đây nói rộng, kia chỉ nói tên, trong đây phân biệt nghĩa. Lại nữa, trước các tam muội là có người nói một hai tam muội chứ chẳng phải thâm tam muội. Này trong đây nói thiền định giải thoát là thậm thâm tam muội. Lại nữa, thiền định giải thoát tam muội có hai thứ: một, khi lìa dục liền được; hai, cầu mà được. Khi lìa dục liền được như trước đã nói, cầu mà được là đây nói. Lại nữa, thiền định giải thoát tam muội được nó rất khó, tinh tấn cầu mới được. Bồ Tát chỉ đem tâm tùy hỷ bèn được hơn kia, đó là pháp chưa từng có, cho nên nói lại. Hỏi: trong kia tam muội trí tuệ giải thoát tri kiến cũng khó được, cớ sao nói đây là đây khó được? Đáp: trước đã trả lời, kia là thuộc phần tuệ giải thoát, không tận cùng nghĩa thậm thâm, còn A-la-hán cộng giải thoát, A-la-hán đủ 30 khó được, nên nói lại. Lại nữa, tam muội trí tuệ giải thoát tri kiến ấy tuy khó được mà không rộng lớn khắp hết, chỉ trực tiếp vì Niết Bàn. Còn đây nói rõ A-la-hán muốn được cái vui thiền định hiện tại, đó là diệt tận định, đành tế thiền, nguyện trí, vô tránh tam muội, nhưng việc như vậy chẳng phải trực tiếp vì Niết Bàn. Vì vậy nên lại nói rộng, vì cớ sao? Vì thứ trước là trực tiếp vì Niết Bàn, trong đó nói giải thoát rồi giải thoát tri kiến, nên biết đó là một đường thẳng đến Niết Bàn. Hỏi: nếu vì thiền định giải thoát tam muội khó được, nên nói lại trí tuệ là rất khó, vi diệu trong hết thảy pháp, sao không nói lại? Đáp: ở trên đã nói trong đoạn nói muốn vượt qua trí tuệ Thanh Văn Bích Chi Phật nên học bát nhã ba la mật, còn thiền định này chưa nói, cho nên nói lại. Thiền định trí tuệ là hai pháp tối diệu, có được hai hạnh này thì sở nguyện đều được, như chim có hai cánh có thể đi đến chỗ này chỗ kia. Giải thoát từ hai pháp đó mà được giải thoát tri kiến, tức là trí tuệ. Bố thí chỉ giới là thân nghiệp, khẩu nghiệp, thô hạnh dễ được, cho nên không nói lại. Hỏi: Bồ Tát lấy tâm tùy hỷ hơn Thanh Văn Bích Chi Phật tu bố thí chỉ giới trí tuệ, có thể như vậy? Vì cớ sao? Vì việc bố thí chỉ giới mắt thấy được, tai nghe được, trí tuệ cũng là pháp nghe được, nên có thể sanh tâm tùy hỷ. Còn thiền định giải thoát tam muội là pháp không thể thấy nghe thì làm sao tùy hỷ? Đáp: Bồ Tát do trí biết tha tâm mà tùy hỷ. Hỏi: pháp của trí biết tha tâm là trí hữu lậu biết tha tâm thì biết tâm hữu lậu của người khác, trí vô lậu biết tha tâm thì biết tâm vô lậu của người khác. Bồ Tát chưa thành Phật làm sao biết được tâm vô lậu của Thanh Văn Bích Chi Phật? Đáp: trong pháp Thanh Văn thì như vậy, còn trong pháp Đại Thừa, Bồ Tát được vô sanh nhẫn, dứt các kiết sử, đại đại thừa không mất sáu thần thông, trí hữu lậu biết tha tâm, có thể biết tâm vô lậu của người khác, huống gì lấy trí vô lậu biết tha tâm. Lại có người nói: Bồ Tát mới phát tâm chưa được pháp tánh sanh thân, hoặc thấy hoặc nghe Thanh Văn Bích Chi Phật bố thí chỉ giới, so sánh biết họ sẽ được A La Hán, sanh tâm tùy hỷ nói: người ấy biết được thật tướng các pháp, để khỏi bao cõi, ta muốn độ hết thảy chúng sanh thoát khỏi sanh già bệnh chết, này họ đã thoát được, đấy là việc của ta. Có các nhân duyên tùy hỷ như vậy nên tùy hỷ không lỗi. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành một ít thí, ít giới, ít nhẫn, ít tấn, ít
thiền ý chí muốn cho sức phương tiện hồi hướng mà được vô lượng vô biên công đức, cần nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: trước đã nói 6 Ba La Mật, sau này còn nói lại. Đáp: trên là nói tướng tổng quát, đây muốn nói tướng sai biệt. Trên nói nhân duyên, đây nói quả báo. Hỏi: không phải vậy, trên kia nói 6 Ba La Mật đều đầy đủ rộng khắp, đây nói một ý thí cho đến một ý chí in tuồng không đồng với nghĩa 6 Ba La Mật trên. Đáp: không phải, chính là 6 Ba La Mật. Sao vậy? Vì nghĩa của 6 Ba La Mật cốt ở tâm, không phải cốt ở sự nhiều ít. Bồ Tát thật hành hoặc nhiều hoặc ít đều là Ba La Mật. Như kinh Hiền Kiếp nói 84.000 các Ba La Mật, trong kinh ấy cũng nói có thế gian đàn Ba La Mật, có xuất thế gian đàn Ba La Mật, cho đến Bát Nhã Ba La Mật cũng có thế gian xuất thế gian. Hỏi: sao Bồ Tát bố thí ít? Đáp: có nhiều nhân duyên nên ít thí, hoặc có Bồ Tát mới phát tâm phước đức chưa nhiều vì nghèo nên ít thí, hoặc có Bồ Tát nghe bố thí không cả nhiều ít công đức tại tâm, vì vậy nên không cầu bố thí nhiều vật, chỉ cầu tâm tốt. Hoặc có Bồ Tát nghĩ rằng nếu ta cầu chất chứa cho nhiều tài vật mà phá giới mất lành, tâm bị tán loạn, não hại chúng sanh nhiều. Nếu não hại chúng sanh để cúng dường Phật, Phật không chấp nhận, vì phá chấp để cầu tài hoặc bố thí cho phàm phu mà cấp kia cho đây là không bình đẳng. Đúng như pháp Bồ Tát, tâm bình đẳng đối với tất cả đều như con một, vì vậy nên ít thí. Lại nữa, Bồ Tát có hai: một bại hoại Bồ Tát, hai thành tựu Bồ Tát. Bồ Tát bại hoại là vốn phát tâm Bồ Đề, song không gặp thiện duyên, bị năm chuyển cái trái tâm làm tạp hạnh. Khi chuyển thần hưởng thụ giàu sang lớn, hoặc làm quốc vương, hoặc làm đại thần, đại quỷ, thần vương, long vương, vì đã tạo ác nghiệp thân khẩu ý không thanh tịnh, nên không được sanh ở trước Phật và các chỗ vô tội trong cõi trời, cõi người, ấy gọi là bại hoại Bồ Tát. Những người như vậy tuy mất tâm Bồ Tát, song do nhân duyên đời trước còn ưa bố thí, nên đã hại nhiều chúng sanh, cướp giật phi pháp, để lấy của đem làm phước. Bồ Tát thành tựu là không mất tâm Bồ Đề, thương xót chúng sanh, hoặc có người tại gia thọ nam giới, có người xuất gia thọ giới. Tại gia Bồ Tát tuy hạnh nghiệp thành tựu, có người vì nhân duyên đời trước phải chịu nghèo cùng. Nghe Phật dạy có hai cách bố thí là pháp thí, tài thí. Người xuất gia nên nhiều pháp thí, người tại gia nên nhiều tài thí. Đàn này vì nhân duyên đời trước, không sanh nhà giàu, thấy Bồ Tát bại hoại kia tạo tội để bố thí, tâm không vui mừng. Nghe Phật không khen ngợi tài thí nhiều, chỉ khen tâm thanh tịnh thí. Vì vậy nên ta tùy có được Phật gì thí vật ấy. Lại xuất gia Bồ Tát thủ hộ giới nên không chứa tài vật. Lại tự suy nghĩ công đức của giới hơn công đức của bố thí, nên tùy có được vật gì thí vật ấy. Lại nữa, Bồ Tát nghe trong Phật Pháp nói nhân duyên đời trước bố thí, ít được quả báo nhiều. Như A-la-hán, Bạt Câu La lấy thuốc một trái hà lên lạc bố thí mà 91 kiếp không đã ác đạo, hưởng phước vui cõi trời cõi người, thân thường không bệnh, thân cuối cùng được quả A-la-hán. Lại như Sa Môn nhị thập ức tùa trong Pháp, Đức Phật Tỳ Bà Thi là một phòng xá cấp cho tỳ kheo tăng, trải một tấm da dê để cho tăng bước lên, nhờ nhân duyên ấy trong 91 kiếp chân không đạp đất, hưởng vô lượng phước vui trong cõi người cõi trời, thân cuối cùng được sanh vào nhà đại trưởng giả, thọ thân đoan chánh, dưới chân mọc lông dài hai tấc, màu như lưu ly xanh, xoay về phía hữu. Lúc mới sanh phụ thân cho ông 20 ức lượng vàng. Lúc sau chán đời ngũ dục, xuất gia đắc đạo, Phật khen là tỳ kheo tinh tấn đệ nhất. Lại như tỳ kheo Tu Mạn Nhĩ đời trước trông thấy tháp Phật Tỳ Bà Thi lấy hoa Tu Mạn trên tai bố thí, nhờ nhân duyên ấy trong 91 kiếp thường không bị đọa ác đạo, hưởng phước vui cõi trời cõi người, thân cuối cùng khi sanh ra có hoa Tu Mạn ở trên tai, hương thơm đầy nhà, cho nên đặt tên là Tu Mạn Nhĩ. Lúc sau chán đời xuất gia chứng đạo quả A La Hán. Như vậy Bồ Tát nhờ nhân duyên đời trước bố thí ít được quả báo nhiều, bèn tùy theo vật có được nhiều ít mà bố thí. Lại nữa, Bồ Tát cũng không nhất định thường bố thí ít vật, mà tùy theo vật có được nhiều thời thí nhiều, ít thời thí ít. Lại nữa, Phật muốn tán thán công đức Bát Nhã Ba La Mật lớn lao, nên nói thí ít mà được quả báo nhiều, công đức vô lượng. Hỏi: như A La Hán Bạt Câu La cũng bố thí ít mà được quả báo nhiều, đâu có dùng Bát Nhã Ba La Mật. Đáp: Bạt Câu La tuy được quả báo nhưng có kiếp số hạng lượng,
được quả, đạo quả nhỏ vào Niết Bàn. Còn Bồ Tát do Bát Nhã Ba La Mật phương tiện hồi hướng nên bố thí ít mà phước đức vô lượng vô biên vô số. Hỏi, thế nào là do phương tiện hồi hướng nên bố thí ít mà công đức vô lượng vô biên? Đáp, tùy bố thí ít mà để hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát suy nghĩ rằng, ta do phước đức nhân duyên này không phải để cầu các vui thế gian trong cõi trời cõi người, mà chỉ để cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng như vô thượng chánh đẳng chánh giác vô lượng vô biên, nên phước đức ấy cũng vô lượng vô biên. Lại phước đức ấy vì độ hết thảy chúng sanh, cũng như chúng sanh vô lượng vô biên, nên phước đức cũng vô lượng vô biên. Lại nữa, phước đức ấy dùng đại từ bi gây dựng, đại từ bi vô lượng vô biên, nên phước đức ấy cũng vô lượng vô biên. Lại nữa, phước đức của Bồ Tát hòa hợp với thật tướng các pháp, nên ba phần đều thanh tịnh, là người nhận, người cho và tài vật đều chẳng thể có được. Như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, khi ban đầu vì Xá Lợi Phất nói Bồ Tát bố thí cả người cho, người nhận và tài vật đều không thể có được, nên đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật dùng trí tuệ thật tướng ấy bố thí nên được vô lượng vô biên phước đức. Lại nữa, các Bồ Tát đều ghi nhớ phước đức có được đều là như tướng, pháp tánh tướng, thật tế tướng. Ví như pháp tánh thật tế vô lượng vô biên nên phước đức ấy cũng vô lượng vô biên. Hỏi, nếu Đại Bồ Tát quán các pháp thật tướng biết như pháp tánh thật tế là tướng tịnh diệt vô vi, thì làm sao còn sanh tâm để tạo phước đức? Đáp, Bồ Tát tu tập tâm đại bi lâu ngày, khi tâm đại bi phát khởi suy nghĩ rằng chúng sanh không biết thật tướng các pháp, ta sẽ làm cho chúng sanh biết được thật tướng ấy, nên dùng sức tinh tấn ba la mật giúp cho tâm đại bi trở thành thật hành nghiệp nhân duyên về phước đức. Ví như lửa tắt gặp được gió, củi thời bừng cháy lại. Lại nữa, vì nhớ lại bản nguyện và mười phương Phật đến nói rằng, người hãy nhớ lại khi mới phát tâm, và nay người mới được một pháp môn ấy, còn vô lượng pháp môn như vậy, người chưa được tất cả, hãy trở lại chư nhóm các công đức, như trong thất địa của kinh Tiệm Bị nói rõ. Hỏi, bố thí nhiều ít thì có thể như vậy? Về giới có năm giới, giới thọ một ngày, mười giới nhiều ít cũng có thể được, vì nó thuộc sắc pháp có thể phân biệt được. Còn bốn ba la mật kia làm sao biết nó nhiều ít? Đã, nó đều biết được. Như nhẫn có hai thứ là thân nhẫn và tâm nhẫn. Thân nhẫn là khi thân miệng không động, nhưng tâm không thể không động khởi vì thiểu nhẫn cho nên không thể chế tâm. Tâm nhẫn là thân tâm đều nhẫn, giống như cây khô. Lại nữa, thiểu nhẫn là bị người đánh mắng không đánh mắng lại. Đại nhẫn là không phân biệt người mắng, người nhẫn và sự nhẫn. Lại nữa, nhẫn đối với chúng sanh là thiểu nhẫn, nhẫn đối với pháp là đại nhẫn, như vậy là phân biệt thiểu nhẫn. Thiểu tinh tấn có hai là thân tấn và tâm tấn. Thân tấn là thiểu, tâm tấn là đại. Tinh tấn bên ngoài là thiểu, tinh tấn bên trong là đại. Thân miệng tinh tấn là thiểu, ý tinh tấn là đại. Như Phật nói, ý nghiệp sức lớn, như khi vị đại tiên nhân nổi sân có thể khiến một nước lớn tiêu diệt. Lại nữa, thân miệng làm tội ngũ nghịch, vì quả báo lớn ở trong địa A Tỳ chỉ một kiếp, trong khi đó ý nghiệp sức lớn được sanh cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng, sống 8 vạn đại kiếp và cũng ở 10 phương cõi Phật sống vô lượng kiếp. Vì vậy nên biết thân miệng tinh tấn là tiểu, ý tinh tấn là đại. Lại nữa, như kinh nói, nếu thân miệng ý tịch diệt bất động, ấy là đại tinh tấn, động là tiểu tinh tấn, như vậy gọi là tiểu tấn. Tiểu thiền là dục giới định, vị đáo địa, vì không lìa dục nên gọi là tiểu, và quán hai thiền, sơ thiền là tiểu cho đến diệt tận định, hữu lậu là tiểu, vô lậu là đại. Chưa được bất thối, chưa được vô sanh nhẫn, pháp thiền là tiểu, được bất thối, được vô sanh nhẫn, pháp thiền là đại. Cho đến ngồi đạo tràng định tương ứng với giải thoát thứ 16 là tiểu, kim cang tam muội thứ 17 là đại. Lại nữa, nếu Bồ Tát quán hết thảy pháp thường định không tán loạn, không nương tựa, không phân biệt, ấy là đại. Ngoài ra đều là tiểu. Tuệ có hai là thế gian tuệ và xuất thế gian tuệ. Thế gian tuệ là tiểu, xuất thế gian tuệ là đại. Tịnh tuệ, tạp tuệ, tướng tuệ, vô tướng tuệ, phân biệt tuệ, vô phân biệt tuệ, tùy pháp tuệ, phá pháp tuệ, vì sanh tử tuệ, vì niết bàn tuệ, vì tự lợi ích tuệ, vì lợi ích hết thảy chúng sanh tuệ cũng như vậy. Lại nữa, văn tuệ là tiểu, tự tuệ là đại, tự tuệ là tiểu, tu tuệ là đại, hữu lậu tuệ là tiểu, vô lậu tuệ là đại, tuệ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là tiểu, tuệ tu hành 6 độ là đại, tu tuệ là tiểu, phương tiện tuệ là đại.
trong các địa phương tiện chuyển chuyển có đại tiểu cho đến 10 địa, như vậy phân biệt nhiều và ít. Phật khen Bồ Tát kỳ lạ đặc biệt, trong việc nhỏ mà được vô lượng vô biên công đức, huống chi việc lớn. Còn các người khác bỏ nhiều tài vật, thân miệng siêu khổ mà được phước ít, chỉ giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ cũng như vậy, không kịp được Bồ Tát tu ít mà quả báo nhiều. Như trước nói ví dụ hơi miệng phát ra tiếng không vang đi xa, tiếng thổi vào trong cõi thời có thể vang xa. Như vậy nghiệp thân bố thí ít, các người khác làm thời được phước đức cũng ít. Còn Đại Bồ Tát do được phương tiện bát nhã ba la mật hồi hướng nên được vô lượng vô biên phước đức. Do vậy nên nói muốn thật hành ít thí, ít giới, ít nhẫn, ít tấn, ít thiền, ít trí. Kinh Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thực hành bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, văn học bát nhã ba la mật. Luận nghĩa của các ba la mật như trước đã nói. Hỏi: tướng năm ba la mật tức là tướng bát nhã ba la mật chăng? Nếu là tướng bát nhã ba la mật, thời không nên có năm tiền sài khác. Cớ sao muốn nói thực hành bố thí ba la mật nên học bát nhã ba la mật? Đáp: cũng đồng cũng khác. Khác là bát nhã ba la mật là quán thật tướng các pháp mà không lãnh thọ, không dính mắc